Thu Phương, Bắc Giang xin theo. Mời trọng tài Bùi Tuấn Anh. Xin trân trọng giới thiệu keo lèo số 5 của nữ vận động viên Nguyễn Thị Hồng Quyên mang trang phục. Vận động viên Hồng Quyên không? Giơ tay. Vận động viên Nguyễn Thị Hồng Quyên mang trang phục vận động viên Nguyễn Thị Hồng Quyên mang trang phục xanh gặp vận động viên Nguyễn Thị Thu Phương Bắc Giang mang trang phục đỏ. Mời trọng tài Bùi Tuấn Anh đưa hai vận động viên vào thi đấu. Trọng tài chuẩn bị, vận động viên chuẩn bị, trận đấu bắt đầu. Sau trận kèo số 5, mời hai đô đầu liều 3 Nam Nguyễn Văn Thảo Đông Anh giữa đô Thành Tâm Vĩnh Phúc xin theo. Hai đô chuẩn bị cho 2 điểm cho xanh. Không nên đánh tiếp theo, trọng tài cho hai vận động viên thi đấu tư thế đứng. Trận đấu tiếp tục. Khán giả đang theo dõi keo vật lèo số 5 của lữ. Những keo vật lèo của lữ, ban tổ chức chúng tôi thi đấu theo thể thức luật vật tự do. Vừa rồi là 4 điểm cho đỏ. Và mời hai vận động viên đứng giữa thảm, chúng tôi công bố kết quả. Ở lúc 1 phút 28 giây, vận động viên Hà Thu Phương Bắc Giang thắng tuyệt đối. Xin mời quý khán giả cho một tràng pháo tay động viên. Vừa rồi đấu rất là tuyệt vời. Ông Nguyễn Đăng Mạnh, giám đốc Bắc Giang cho ra vùng áo đỏ. Hãng taxi Group Doanh nghiệp nên trao phần thưởng cho hai vận động viên. Đức Hà Nội cho trang phục áo xanh một bằng một xuất sắc của mình. Đô Hà Thu Phương có giang đã giành chiến thắng tốt. Xin chân thành cảm ơn ông Nguyễn Đăng Mạnh.